Tinh Vương Tử Vô Thí nói với lời hoan hỷ nhưng không nói với lời quy y Tam Bảo. Điều này khiến thanh niên Sanchikaputta không hài lòng, nhưng Vương Tử Vô Thí đã giải thích lý do. Tại nghe, khi nghe nói vậy, Vương Tử Vô Thí bạch Thế Tôn: Ôi thật là pháp, ôi thật là khéo thuyết pháp hay. Nếu được giảng nhiều thời chứng được sự thắng buổi sáng, nếu được giảng dạy buổi sáng thời chứng được sự thù thắng buổi chiều. Khi nghe nói vậy, thanh niên Sanchikaputta Vương Tử Vô Thí: Như vậy Tôn Vô Thí này đã nói ôi thật, ôi thật là pháp, ôi thật là khéo thuyết pháp thay. Nhưng với thêm quy giả Gotama này quy y pháp và quy y này Sanchikaputta chớ có nói như vậy, này Sanchikaputta chớ có nói như vậy, này Sanchikaputta, mặt trước mặt đối diện với mẫu thân của ta, ta tự nghe như sau. Một thời này Sanchikaputta, Thế Tôn trú ở Kosambi tại tu viện Hồ Sĩ Tạ. Mẫu thân ta đang mang thai đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Mẫu thân ta bạch với Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, đứa con này của con dù là con trai hay con gái cũng xin quy y với Thế Tôn, quy y pháp, quy y chúng tỳ kheo, mong Thế Tôn nhận nó làm cư sĩ từ nay cho đến mạng chung, nó trọn đời quy ngưỡng. Lại một thời này Sanchikaputta, Thế Tôn trú giữa dân chúng Phaga tại Sumaragiga, rừng Bekala thuộc Lộc Quyển. Rồi người vú ta ẵm ta lên bên hông đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên, người vú của ta bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Vương Tử Bồ Thí nay xin quy y Thế Tôn, quy y pháp và quy y chúng tỳ kheo, mong Thế Tôn nhận Vương Tử này làm cư sĩ từ nay cho đến mạng chung, xin trọn đời quy ngưỡng. Và nay này Sanchikaputta, lần thứ ba ta quy y Thế Tôn, quy y pháp và quy y chúng tỳ kheo, mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ từ nay cho đến mạng chung, trọn đời quy ngưỡng. Ba lần quy y Tam Bảo của Vương Tử, một lần do mẹ phát tâm khi mang thai, một lần do người vú sinh cho Vương Tử quy y lúc còn tấm bé. Và bây giờ, với sự hiểu biết của một người trưởng thành, Vương Tử xin quy y lần thứ ba. Sự kiện này có thể là câu trả lời cho nhiều Phật tử khi muốn quy y bằng sự hiểu biết chân thành, mặc dù trước đã quy y vì phong tục tập quán. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá. Con đã đọc xong bài học hôm nay. Sư dòng xin tha lỗi cho con cái bài hơi dài, còn có gì giáp họ xin thứ cho con. Nam Mô Bố Tha. Nam Mô Thà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Thần Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thưa quý vị đã cho biết được điều là rõ. Con kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tây Quyền, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh. Kính chào đại chúng trong dạ, thật sự bài học rất là dài. Chúng tôi ngồi, chúng tôi nghe, rồi chúng tôi phải đi tới, rồi chúng tôi ngồi, chúng tôi nghe. Thành ra công đức của các vị do những cái phần đọc chính kinh này. Và kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta vẫn tiếp tục theo cái bài học về Vương Tử Bồ Thí. Vậy thì chúng ta ngày hôm qua đã trải qua cái phần giới thiệu
và đi được nửa bài kinh. Hôm nay chúng ta còn lại phần nửa. Thì cái phần nửa này đó là có những giai thoại. Thí dụ như cái giai thoại đầu tiên là nói về cái pháp tu, là cái pháp tu hơi thở mà theo cái lối tu khổ hạnh. Rồi kế nữa đó thì đến cái lối tu là nhịn ăn. Sau cái lối tu nhịn ăn thì Đức Bồ Tát của chúng ta đã tu tập trở lại con đường trung đạo bình thường. Rồi khi trở lại con đường trung đạo bình thường rồi đó, thì Bồ Tát của chúng ta đã đạt đến cái sự giác ngộ. Khi mà đạt đến cái sự giác ngộ rồi, Bồ Tát mới quán xét coi tế độ ai hay là không tế độ, vân vân. Đó, rồi xong cái giai thoại đó rồi đó, thì đến cái giai thoại Vương Tử Bồ Thí tiếp tục hỏi Đức Phật về cái sự mà tu tập chứng đắc cần bao nhiêu thời gian, rồi cuối cùng là cái sự mà quy y đặc biệt của Vương Tử Bồ Thí. Thì chúng ta trải qua những cái giai thoại này rất là nhiều, nhưng mà quý vị biết rằng những cái giai thoại này đó, bất cứ một cái giai thoại nào nó cũng có giá trị hết. Quý vị thấy rằng cái giai thoại đầu tiên Ngài đã truyền về cái giá trị của khổ hạnh, một cái hình thức mà khổ thọ mà nó cực điểm qua cái sự mà nín thở hoặc là nhịn thở đó, quý vị. Thì quý vị thấy rằng Đức Bồ Tát của chúng ta đó, đã có cái sự mà nghiến chặt cái hàm răng của mình, dán chặt lưỡi lên nóc họng để chi, quý vị? Để chế ngự tâm, chế ngự tâm để đánh bại tâm. Nhưng mà quý vị thấy rằng cái sự mà tu tập đó thì nó sẽ làm cho cái thân đau khổ đến tột cùng. Quý vị nhìn ở trong nghe những cái đoạn chánh văn đó, quý vị thấy rằng là mình không thể nào mà hình dung nổi. Mỗi lần mà nín thở như vậy đó, cái sự đau đớn giống như là một cái người mà bị một cái người ốm yếu mà bị một cái người khỏe mạnh mà người ta siết lấy hoặc là người ta nắm cái chi phần nào ở trên cái cơ thể mình. Thì cái chỗ đó, quý vị rằng ở ngay chỗ cái đoạn, ở chỗ cái đoạn kết mỗi đoạn đó, chúng ta thấy rằng đó là Bồ Tát nói như thế nào. Ta có chí tâm thật tinh cần tinh tấn, niệm được an trú không dao động, nhưng ta vẫn bị kích động, vẫn bị kích động không được khinh an. Bởi sao? Bởi cái sự mà tinh tấn do chống lại những cái khổ thọ đó. Thì thật ra đó, quý vị biết rằng những cái điều này đó, khi mà mình đọc qua, mình đọc sơ qua thì mình không hình dung được. Nhưng mà nhờ là chúng ta được học đi học lại những cái bài kinh này, chúng ta được nghe lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba, vân vân, ngày nhiều lần như vậy, chúng ta mới có cái sự cảm nhận. Thú thiệt với quý vị, ngày trước đó, chúng tôi đọc qua những cái đoạn này đó, mình đọc sơ, mình đọc qua đó, thì cái tư tưởng mình nó không có bám lại để mà nó suy nghĩ. Nhưng do nhiều lần như vậy đó, nhiều lần mình được nghe hoặc là mình được đọc, thì mình mới cảm nhận được là đối với những cái hình thức khổ hạnh đó, làm sao mà chứng đắc được, quý vị? Làm sao mà chứng đắc được? Quý vị thấy một cái vị Bồ Tát mà có cái pháp độ ba la mật dày dặn như vậy đó mà còn chịu không nổi nữa. Thành ra chúng ta không thể nào mà chúng ta chịu nổi. Cái nói đến những cái điều này á, quý vị biết rằng chúng ta do chúng ta có duyên lành, chúng ta gặp chánh pháp, thành ra chúng ta không có thực hiện những cái. Chứ ở bên ngoài, có nghĩa là ở thế gian này đó, quý vị biết rằng còn nhiều người đang đi theo cái phương pháp này lắm. Hồi lúc trước đó, quý vị biết rằng ở trong chùa đó, có một cái vị sư cụ, mỗi cái thời gian mà sám hối pháp lệ đó, thì cái vị sư cụ đó, do ở trong chùa thấy cũng như là sư già, thành ra muốn tạo cái điều kiện cho cái vị đó có cái sự thoải mái bằng cái cách là để lên trên
cái chánh niệm để mà thuyết pháp ở trong cái buổi pháp lệ. Thì chúng tôi ngồi, chúng tôi nghe cái vị này thuyết lên những cái điều này. Có nghĩa là cái vị đó nói rằng là muốn chứng được là sơ thiền là phải uống cái lưỡi lên, uống cong cái lưỡi lên, đặt ở trên cái nóc vòng, rồi cái cơ thể của mình là mình phải gồng lên, mình phải gồng lên thì mới chứng đắc được sơ thiền. Lúc đó quý vị biết rằng chúng tôi rất là hoảng hốt, chúng tôi rất là hoảng hốt, chúng tôi sợ hòa thượng, mà khi hòa thượng nghe những cái người mà người ta giảng như vậy đó, thì hòa thượng sẽ cũng như là sẽ giận lên và cũng như nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Thành ra quý vị biết từ đó chúng tôi là không có cho cái vị đó lên giảng nữa. Thật sự ra đó, tôi ngồi chúng tôi phân tích cho cái vị đó nghe, mà nói mà chứ thiền mà mình chỉ cần một uống cái lưỡi của mình lên cái nóc họng đó, mà mình cắn răng, mình chịu đựng, mình để như vậy đó, mình nín thở vậy đó, mà mình chứ sơ thiền đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi và quý vị đều chứng được sơ thiền hết. Quý vị, khi mà mình muốn chứng được thiền á, thì phải sao quý vị? Mình phải có cái mình nó yên tịnh, có cái tâm thanh tịnh, mà chúng ta đè được những cái truyền cái, có nghĩa là buồn ngủ, mình không để cho nó buồn ngủ, mà phải đặt tâm trên đề mục một cách liên tục. Hoặc là ví dụ như tâm của chúng ta mà bị phóng tâm, phóng dật truyền, lúc đó chúng ta phải ghi nhận liền và chúng ta phải quay trở về với đề mục liền. Quý vị thấy rằng cái phương pháp tu á, mình phải có cái sự nhạy bén ở trong đó, chứ không phải là mình chỉ uống cái lưỡi lên, mình để trên nắp họng rồi mình cắn răng lại mà mình chứng đắc được sơ thiền. Cái điều đó làm gì mà nó xảy ra? Nếu mà làm như vậy chúng tôi bảo đảm quý vị rất là dễ. Cũng như nói về những cái bàn môn tả đạo á, ví dụ như người ta nói rằng mình tập đó, mình muốn thành Phật á, con người mình cũng phải thanh tịnh, mình phải ăn ví dụ như là ăn bông, hoặc là mình uống nước lạnh. Chúng tôi nói thật sự ra đó, nếu mà cái phương pháp đó, mà đắc được đạo quả, đoạn tận được tất cả lậu hoặc á, là tất cả chúng ta thực hành rất là dễ. Nếu mà bây giờ mà quý vị mà ăn bông với uống nước lạnh không mà quý vị đoạn trừ được lậu hoặc, là chúng tôi bảo đảm tất cả những người nghe trong đây trong một thời gian ngắn sẽ đắc được đạo quả. Nhưng mà cái chuyện không hề xảy ra, không hề xảy ra. Thành ra quý vị thấy rằng cái giai thoại mà kể về Bồ Tát chúng ta đó là coi như là nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, bắt mình nín thở đó. Nhưng mà Bồ Tát cũng không chịu nổi đó. Rồi nó xảy ra, quý vị thấy rằng hết cái cách này đến cái cách kia, nín thở rồi cái trạng thái có khi thì thấy cái người mình giống như là bị một cái lực ý, người ta nắm mình mà người ta siết lại, rồi có khi tu tập tiếp nữa, ráng cố gắng nữa, cũng nín thở nữa, nhưng mà cuối cùng quý vị thấy rằng là lại xảy ra một cái trạng thái là giống như là có một cái tiếng gió, một cái tiếng nổ gì mà nó phát lên ở trong người mình đó, mà nhưng mà Bồ Tát của chúng ta vẫn tinh cần tinh tấn, nhưng mà cuối cùng thì sao, cũng bị chi phối bởi cái khổ thọ ấy, thành mà đến cái lúc đó nó, quý vị thấy không, Bồ Tát của chúng ta cũng chưa có ngừng lại, chưa có ngừng lại cái phương pháp đó nữa, cũng cố gắng tiếp tục, cố gắng tiếp tục theo cái thiền nín thở đó, mà đến nỗi mà bây giờ mà cái cơ thể của Bồ Tát cái ở trên đầu của Bồ Tát giống như là có một người mà người ta lấy một cái búa, mà người ta một cái kiếm mà bén mà người ta chẻ cái đầu, thì quý vị thấy rằng những cái trạng thái này để mà nói lên cái gì, quý vị nói lên cái sự khổ thọ, một cái khổ thọ kịch liệt, mà cuối cùng niệm cũng không an trú được, quý vị thấy rằng nhiều khi chúng ta ngồi chúng ta hành thiền chỉ tê chân thôi, tê chân thôi mà khó chịu thôi mà chúng ta còn chịu không được, mà quý vị thấy rằng Bồ Tát của chúng ta là coi như là
diễn tả cái sự đau đớn nó giống như là một người nào đó mà lấy cái thanh kiếm mà chẻ vô cái đầu mình, chẻ vô cái đầu. Thì quý vị ngồi, quý vị hình dung cái trạng thái đó thôi. Nhưng mà Bồ Tát của chúng ta đó vẫn cố gắng lại thêm một lần nữa, thêm một lần nữa cũng theo cái thiền nín thở này, rồi cái trạng thái mà nó khổ thọ đến nỗi mà Bồ Tát tả rằng là giống như là một cái người mà lực sĩ mà lấy dây nịt cái đầu á, quý vị thấy rằng giống như là phải nói rằng mình câu mình đọc những cái đoạn này giống như là một cái người mà bị tra tấn đó. Nhưng mà Bồ Tát của chúng ta vẫn tiếp tục khám, nhưng mà cũng không có chống lại được cái khổ thọ đó. Nhưng mà quý vị thấy Bồ Tát mình có từ bỏ chưa? Chưa, vẫn chưa từ bỏ. Bồ Tát của mình là coi như là cũng tiếp tục theo cái thiền nín thở đó như vậy, nín thở đó như vậy. Rồi lúc này là quý vị thấy rằng ở trong bụng của Bồ Tát, ở trong bụng của Bồ Tát, ở trong cái cơ thể của Bồ Tát đau một cách tột cùng, giống như là một cái người đồ tể nào đó, mà cắt cái bụng của Bồ Tát ra để mà lấy từng món ra mà chất món nào theo cái món đó. Quý vị thấy rằng cái điều này, cái trạng thái này giống như là quý vị thấy rằng có những cái bài kinh Đức Phật đã mô tả cái sự chết nó đau đớn như thế nào quý vị. Đối với Đức Phật của chúng ta là mô tả cái trong lúc mà trước khi chết cái nó diễn ra cái sự đau đớn giống như con bò mà bị người ta lột da, con bò mà bị đang sống gì đó mà bị người ta lột da từ từ. Đó thì quý vị thấy rằng cái phương pháp mà tu tập mà nín thở như vậy đó thì nó cũng đau một cách kinh khủng, một cách kinh khủng. Thành ra đó, chúng ta học những cái điều này đến chí vị để cho chúng ta biết rằng là chúng ta có cái tư duy hoặc là chúng ta có cái chánh kiến, chúng ta có cái chánh kiến để chúng ta không có bị rơi vào những cái sự khổ hạnh này. Nếu mà chúng ta do một cái ác nghiệp gì đó, do một cái duyên nghiệp gì đó mà chúng ta rơi vào những cái dòng hoặc là những cái tông phái mà nó khổ hạnh đó, thì cũng nhờ cái chánh kiến này sẽ làm cho chúng ta một thời gian ngắn ở trong đó thôi, một thời gian ngắn ở trong đó thôi. Quý vị nhớ rằng có những lần đó, chúng cũng nói Bồ Tát của chúng ta đó, không phải là tự nhiên mà khổ hạnh dài như quý vị. Đối với cái sự khổ hạnh của một bậc chánh đẳng chánh giác nó có hai cái nhân duyên. Thứ nhất là do cái nghiệp khước. Thứ hai là đối với một vị chánh đẳng chánh giác phải trải qua những cái sự khổ hạnh. Tại vì quý vị thấy rằng cái thời Ấn Độ đó là coi như người ta rất là chuộng cái pháp môn khổ hạnh. Mà đối với Bồ Tát của mình mà nếu mà không có khổ hạnh thì làm sao mà giảng để tế độ những cái chúng sanh này đó. Nhưng mà đối với chúng tôi nhớ trước kia đó đọc vào những cái bài kinh thì thấy rằng có cái sự giới thiệu có những vị Bồ Tát chỉ có khổ hạnh nhiều lắm, Bồ Tát mà chánh đẳng chánh giác đó quý vị, nhiều lắm là 2 tháng thôi. Nhưng mà Bồ Tát của chúng ta nó là tới 6 năm, tới một cái thời gian rất là dài. Đó thì tại sao vậy? Tại vì do dính cái nghiệp ở trong quá khứ, dính cái nghiệp ở quá khứ, thành ra cái thời gian khổ hạnh nó rất là dài. Đó thì chúng tôi muốn nói những cái điều này á, chúng ta tại sao mà chúng ta cần phải bám vào để mà chúng ta học về những cái giai thoại này. Chúng ta học về những cái giai thoại này để cho nó có một cái chánh kiến. Thường thường quý vị thấy rằng khi mà mình học ở trong kinh điển thì những cái nó sẽ là cái phước, nó sẽ là cái phước trí của mình, nó dính theo mình ở trong cái này đời sau. Đó, nếu mà ở trong cái đời sau mà lỡ mà chúng ta bị chi phối, lỡ mà chúng ta bị chi phối do cái bất thiện nghiệp gì đó mà chúng ta có đi theo những cái pháp môn khổ hạnh này đó, thì chỉ trong một thời gian ngắn là chúng ta nhận ra và chúng ta sẽ rời bỏ thôi.
Quý vị thấy rằng đối với Bồ Tát của chúng ta là khi mà chứng đắc những cái tầng thiền cũng vậy, là phi tướng xứ, vô sở hữu xứ, lúc đó Bồ Tát cũng nhận ra chưa, là chưa có hoàn toàn thanh tịnh, là chưa có điểm ly, là chưa có đoạn tận được tham đó, thành ra Bồ Tát cũng từ bỏ, là cũng từ bỏ những cái pháp môn tu như vậy, và phải tìm sao mà đoạn tận được lậu hoặc đó. Thì những cái điều đó là do đâu quý vị? Là do chúng ta có tu tập từ cái đời này, từ cái đời kia, thành ra nó sẽ hỗ trợ cho cái đời sống và tu tập của chúng ta đó. Thì quý vị thấy rằng Bồ Tát của mình coi như là đau như là hết ở trong đầu rồi ở trong bụng, nhưng mà cũng tiếp tục tu tập cái thiền. Cái thiền này là cái thiền nín thở, cái thiền nín thở. Chúng ta đừng nhầm lẫn, có nhiều người là coi như là tưởng là cái thiền hơi thở, chứ thật sự ra không phải là cái thiền mà theo dõi hơi thở. Cái thiền này là cái thiền nín thở, cái thiền nín thở. Mình bây giờ mình muốn biết thì nó dễ lắm, nó dễ lắm. Giờ mình ngồi mình nín thở biết đi, mình nín thở đi, rồi mình sẽ cảm nhận được cái sự đau đớn. Chứ chúng tôi nghĩ rằng là không phải là mình không có thử. Quý vị biết nhiều khi ngồi tụng kinh mình muốn tụng nó liền mạch đó, thì quý vị thấy rằng lúc đó cái sự nín thở của mình nó cũng phải dài, cái sự nín thở mình cũng dài quý vị. Thành ra nó chỉ có trong cái thời tụng kinh thôi mà mình đã cảm nhận mình mệt tới cỡ nào rồi. Mà nếu mà bây giờ mình giải gì mà mình ngồi mình nín thở để mà mình thử, thì thường thường cái điều này có nhiều người ta thích thử, thử cho biết. Nhưng mà chúng tôi nghĩ đối với mình có cái sự hiểu biết thì mình không có cần thử những cái điều này. Mình không có thử quý vị, chỉ có mà mình giờ mình ngồi mà mình tụng kinh thôi. Hoặc là hồi nãy quý vị hỏi mà mấy người mà người ta đọc coi phải hít thở. Chứ nếu mà cứ nín thở mà đọc riết là quý vị thấy rằng chỉ trong vòng 1-2 hàng chữ thôi mình đã cảm thấy mệt rồi. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng là đối với mình á, mình đã biết rồi. Nào mình có đọc kinh điển qua hoặc là mình có thực hành, trong khi mình đọc những đoạn chánh văn đó thì mình quán xét lại, mình thấy rằng là mình chỉ ráng mình nín thở đang mình đọc suông hết cho đến cái dấu chấm rồi mình nghĩ là tí xíu thôi mà nó đã mệt như thế nào rồi. Còn cần chi mà phải tập những cái thiền nín thở này đó. Chúng ta có bậc đạo sư rồi, chúng ta có bậc đạo sư đã kể cho chúng ta nghe những cái điều này rồi, thì chúng ta thấy như vậy thì chúng ta cũng đủ để mà biết rồi. Thì quý vị thấy rằng qua nhiều cái cách nín thở như vậy rồi nó đau là coi như là từ cái cơ thể rồi đến đầu rồi đến ngang bụng đến ngang hông vân vân, tất cả thân mình đều đau. Thì lúc bấy giờ là coi như là Bồ Tát của chúng ta đó là coi như là không có tu tập về cái thiền mà nín thở này nữa. Thì lúc bấy giờ Bồ Tát của chúng ta đó là chuyển qua cái gì quý vị? Chuyển qua cái sự mà nhịn ăn. Chuyển qua sự nhịn ăn. Mới đầu thì nhịn ăn, từ từ giống như là tiệt thực, giống như là tiệt thực. Mà quý vị biết rằng chúng tôi không hiểu làm sao mình đọc ở trong kinh điển mình thấy rằng là coi như là Bồ Tát coi như là ăn ít từ từ rồi dẫn đến cái sự nhịn ăn, rồi cuối cùng hiện sao quý vị? Cuối cùng không thành tựu chánh trí, không có thành tựu cái sự mà giác ngộ, thành ra từ bỏ luôn. Vậy mà có nhiều người hiện bây giờ vẫn giảng về cái sự tu tập này, mới đem ra những cái giai thoại này nói rằng là Đức Phật Thích Ca lúc mà trước khi đắc đạo phải nhịn ăn rồi coi như là mới dẫn đến cái sự giác ngộ. Hồi lúc mới cách đây khoảng chừng vài tuần lễ thôi, chúng tôi vẫn nghe có những cái người người ta giảng ở trên YouTube. Lúc đó chúng tôi chỉ cho những cái vị sư đi cùng
thì những cái vị sư đó lắc đầu. Ngài, những cái vị sư đó lắc đầu mà dám nói, Ngài dám nói Đức Phật Thích Ca nhờ cái sự nhịn ăn tuyệt thực Ngài như vậy mà đắc được đạo quả. Thật sự ra là đúng là Đức Phật mình đã viên tịch rồi. Chứ nếu mà Đức Phật còn trên thế gian, chắc là với cái thiên nhĩ thần tịnh của Ngài, Ngài sẽ lợi Ngài nói, Ngài nói ông im đi, ông im đi, đừng có nói tùm bậy, đừng có xuyên tạc như vậy. Đó, thành ra quý vị thấy rằng đối với ở trong cái giai thoại này là Đức Bồ Tát của chúng ta là đạo sĩ Gotama, là coi như là khi mà từ bỏ cái phương pháp mà cái thiền nín thở đó rồi mới quay qua với cái phương pháp mà nhịn ăn. Mà nhịn ăn là coi như là có nghĩa là ăn giảm dần, giảm dần, giảm dần, đến khi mà cuối cùng là một cái lúc, một cái buổi ăn chỉ nhỏ như cái thức ăn vô nó nhỏ như một cái hạt đậu, một cái hạt đậu. Bây giờ mình cho đậu đen, đậu xanh gì cũng được, nhưng mà nói về cái liều lượng mà ăn thì nó ít như là một cái hạt đậu đó quý vị. Đó, nhắc đến cái giai hội này chúng tôi cũng nhớ, chúng tôi nhớ có cái lần đó chúng tôi đi qua bên trường thiền của Ngài Bảo Ốc, trường thiền của Ngài Bảo Ốc, thì lúc đó cũng được cái duyên lành ngồi nói chuyện với những cái vị trưởng lão mà quán xuyến cái thiền, cái chỗ mà hành thiền ở bên đó, đó. Thì lúc đó có cái vị trưởng lão mới nói với chúng tôi là có một số hành giả người Việt Nam, có một số hành giả người Việt Nam tại sao mà theo những cái phương pháp mà nhịn ăn hay là uống ba cái dầu gì đó quý vị, uống ba cái dầu gì đó để mà sổ những cái sổi mật rồi đó, những cái sổi mật rồi có những cái vị hành giả đó là theo cái pháp môn mà nhịn ăn. Thì Ngài mới nói những cái pháp môn đó đó mình ở tại Việt Nam mình thực hiện cũng được vậy. Mình đã bỏ công đi qua bên đây rất là xa, mà thời tiết thì rất là khắc nghiệt, mà trường thiền là trường thiền quốc tế. Thành ra đó mình để cho những người mình nhường, có nghĩa là giống như là mình có cái sự mà bố thí, cái trú xứ, mình nhường chỗ cho những người nào mà người ta nghiên cứu về cái phương pháp thiền định và thiền quán của cái tâm bao ốc này, thì mình nhường chỗ lại để cho người ta tu tập cái pháp môn đó, cái pháp môn của cái thiền viện. Còn nếu mà đối với mình đeo đuổi theo cái pháp môn mà nhịn ăn, hoặc là mình đeo đuổi theo cái pháp môn mà mình uống những cái dầu để mà mình sổ những cái sổi mật gì đó, thì những cái pháp môn đó ở tại trú xứ của mình vẫn tu tập được. Ví dụ như nếu mà nào ở Việt Nam thì tu tập ở Việt Nam cũng được, người nào ở bên Đài Loan hay là ở bên đâu đó thì cứ ở trú xứ mình vẫn tu tập được cái pháp môn đó. Còn mình qua đây thì mình phải theo cái pháp môn của cái thiền, thiền định, tu định trước, tu quán sau, hoặc là tu quán, tu thiền quán xong rồi tu thiền định gì đó. Nói chung là mình phải nghiên cứu về cái pháp môn ở ngay chỗ cái trú xứ của người ta đang tu tập. Là tại sao? Tại vì mình bỏ một cái chặng, mình bỏ thời gian công sức của mình đi qua một cái chặng đường nó quá xa, rồi đến một cái trú xứ là rừng núi thời tiết, thành ra mình phải thực hiện cái gì đó, mình phải thực hiện cái gì đó nó đáng theo cái công sức của mình bỏ ra. Thì quý vị biết rằng lúc đó cái vị thiền sư và cái vị mà giám lực ở bên trường thiền, thì các ngài kể cho chúng tôi nghe về những cái điều đó, thì thật sự khi mà mình nghe rồi mình cũng buồn lắm quý vị. Dù sao mình cũng là người Việt Nam mà, dù sao mình cũng là cái người Việt, tại sao mà có những cái người đó. Đó, thành ra đó mình coi ở trong kinh điển mình thấy những cái pháp môn này đó, mình tưởng rằng là không ai tu tập, nhưng mà thật sự ra bây giờ còn đầy quý vị, còn đầy những người mang cái tư tưởng, những người mang tư tưởng, rồi mang tư tưởng đó. Thành ra bây giờ nếu mà bây giờ nói về chúng ta tu
ta không có tuyệt thực thì chúng ta là làm gì? Chúng ta không có tuyệt thực, người ta hỏi vậy bây giờ mình tu mà mình không nhịn ăn chứ làm gì? Chúng tôi nói là mình ăn vừa đủ à, trong bài kinh quán tưởng Đức Phật đã dạy mình rồi à, hoặc là trong những bài kinh khác à, Đức Phật cũng dạy cho chúng ta rồi, ăn gần no à, còn độ khoảng à, 3-4 mà dắt cơm à, thì 4-5 dắt cơm thì chúng ta ngưng lại à, để mà chúng ta uống nước à, hoặc là trước khi ăn chúng ta cũng phải có cái sự quán tưởng, đang khi ăn cũng phải có cái sự quán tưởng, rồi sau khi chúng ta ăn xong cũng phải có cái sự quán tưởng. Đó là đó mới gọi là cái phương pháp tu mà đó mới gọi là cái phương pháp tu. Thì quý vị thấy rằng có nhiều người ấy, người ta không chịu đi theo cái đường lối đó mà người ta thích là đi theo cái khổ hạnh. Mấy lần mà chúng tôi gặp những cái người đó, chúng tôi nói thôi à, mỗi chúng sanh có một cái nghiệp riêng. À, mỗi chúng mình có một cái nghiệp riêng quý vị. Thành ra đó thôi mà chúng tôi không có thích cái nghiệp đó. Có nghĩa là mình không có thích theo cái đường lối đó, mình không có thích à, khổ hạnh, không có thích nhịn ăn gì hết đó. Thì đối với những cái gì mà nó hợp pháp à, những cái thức ăn gì mà hợp pháp là mình dùng. Rồi mình dùng đến à, khi nào mà nó vừa đủ à, nó vừa đủ thôi. Đó mình đi theo cái lời dạy của Đức à, cái con trung đạo đó. Thì quý vị thấy là Bồ Tát của chúng ta đã kể lại, Đức Phật kể lại khi ngài còn là một cái vị đạo sĩ ở trong đường già, ngài thành đến nỗi mà lúc đó quý vị thấy không? Chư Thiên nói ngài mà nhịn ăn là chúng tôi nhé, chúng tôi sẽ lấy cái dưỡng tố của Chư Thiên kho lên mình ngài. Nhưng mà các vị Chư Thiên nói làm sao nói? Thì lúc đó Bồ Tát của chúng ta vẫn thực hiện những cái phương pháp mà Bồ Tát đã suy nghĩ ra. Thực hiện đến chừng mà quý vị thấy rằng là coi như là lúc đó Bồ Tát của chúng ta nước da nó thay đổi. Có người thì nói đen, có người nói xám. Nhưng mà nó cũng không có cái nào đúng hết quý vị. Cái không có cái nào đúng hết. Là tại sao? Tại vì khi đó cái cơ thể nó sẽ thay đổi. Nó thay đổi theo cái sự mà yếu, cái sự mạnh, cái sự yếu, sự mạnh, cái cơ thể nó bị thay đổi đó. Rồi đến khi mà quý vị thấy rằng là coi như là không còn sức, không còn sức để đi nữa, không còn sức để đi nữa. Rồi đến nỗi mà Bồ Tát của chúng ta đó, quý vị nhớ không? Bồ Tát của mình là có những cái tướng tốt, khi mà mới sanh ra đã có những cái tướng tốt rồi. Nhưng mà khi mà thực hiện cái phương pháp, cái pháp hành nhịn ăn này đó, là coi như là đến nỗi mà rờ đến da thì nó đụng tới xương, hoặc là đưa tay lên rờ chỗ nào là tóc, lông nó đều bị rụng, bị rụng là ở trong cái bản kinh này nói rằng là do con người nó hết sức, nó không còn cái dưỡng chất ở trong người nữa. Thành ra lúc đó nó xảy ra những cái trường hợp lông tóc đều bị hư mục, nó rụng khỏi cái thân của Bồ Tát. Vì Bồ Tát của ta ăn quá ít, nó không có đủ không có đủ cái chất dưỡng tốt. Đó thì quý vị thấy rằng lúc đó bỗng nhiên Bồ Tát mới nhận ra cái sự khổ hạnh này là vô ích. Lúc đó Bồ Tát mình đã nhớ lại trong cái khi mà còn thở bé, thở bé, lúc đó trong cái một cái lễ hạ điền, là lúc đó là coi như là Bồ Tát ngồi dưới cái bóng của cây trâm, ngồi dưới cái bóng của cây trâm mà theo dõi hơi thở, theo dõi hơi thở, thì lúc đó chứng được là sơ thiền, một cái trạng thái tâm giải thoát, tâm giải thoát. Có nghĩa là trong khi mà chứng sơ thiền thì quý vị thấy rằng đè nén được phiền não. Rồi lúc đó thì Bồ Tát của chúng ta, quý vị mới thấy rằng ngài mới ngồi ngài quán xét. Ở trong quá khứ cũng không ai khổ hạnh bằng mình. Ở trong hiện tại này cũng không ai khổ hạnh bằng mình. Thờ vị lai đến cũng không có ai mà khổ hạnh mà nổi bằng mình. Để mà chịu những cái cảm giác mà nó chối đau, nó khổ đau, nó kịch liệt, nó khốc liệt, không có một tam môn bà la môn nào mà chịu nổi cái điều này hết. Như vậy là cũng vừa đủ rồi
chắc chắn rằng là phải đi theo một cái đạo lộ khác, là phải đi theo một cái con đường tu, là chứ không có đi theo cái con đường này nữa, là không có đi theo cái con đường này nữa. Thì lúc mà quán xét suy nghĩ lại rồi đó, thì lúc đó là Bồ Tát của chúng ta là coi như là trở lại, là trở lại một cái sự mà ăn uống bình thường, là trở lại một cái sự ăn uống bình thường. Rồi sau đó là Bồ Tát đã thực hiện là cái phương pháp thiền, là theo cái hơi thở, là phương pháp thiền mà tu tập về hơi thở. Nhờ như vậy đó mà Bồ Tát của chúng ta lúc này đã chứng đắc được từng tự các thiền, là chứng đắc từng tự các tầng thiền, quý vị. Khi mà chứng đắc được từng tự các cái tầng thiền rồi á, không ngừng lại ở đó, mà Bồ Tát của chúng ta đã đưa tâm định tĩnh, định tĩnh là có, quý vị thấy rằng là có nghĩa là với một tâm mình có thiền rồi đó, thì cái tâm của mình lúc đó nó định tĩnh, cũng như giống như là chúng ta, giống như là ta có một cái trạng thái tâm của mình nó không có bị chi phối bởi cái điều này bởi cái điều kia đó, thành ra mình yên tĩnh. Vì ví dụ như có những lúc mà tâm mình thấy mình yên tĩnh, mình sẽ nhớ lại hết được những cái điều này điều kia. Còn bây giờ tâm của mình nó bị, ví dụ như giờ quý vị, tâm của chúng ta đang bị suy nghĩ về chuyện này, rồi suy nghĩ hồi mệt mỏi quá, rồi hỏi quý vị là hôm qua cái giờ này quý vị đang làm cái gì, hoặc là hôm qua ai thuyết giảng cái bài kinh gì, thì mình không nhớ được. Nhưng mà nếu mà với một cái tâm của mình mà nó an tịnh thì mình sẽ nhớ được cái chuyện ngày hôm qua giờ này, phải không, giờ này cái thời này cái vị đó thuyết như vậy đó. Thì lúc đó quý vị thấy rằng Bồ Tát của chúng ta đã an trú, đã chứng đắc những cái tầng thiền, những cái tầng thiền hiệp thế. Rồi lúc đó Bồ Tát đã với lấy cái năng lực của cái định tâm đó mà hướng về những cái đời sống, những cái đời sống gần đây và xa hơn nữa. Có nghĩa là lúc đó Bồ Tát của chúng ta đã chứng đắc được túc mạng minh. Túc mạng minh là cái gì? Là có nghĩa là Bồ Tát nhớ đến những cái đời sống quá khứ, một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, rồi nhiều đời, nhiều ngàn đời, nhiều trăm ngàn đời, đến nỗi mà nhớ đến nhiều cái hoại kiếp, nhiều cái thành kiếp, và nói chung là nhớ đến là Bồ Tát của chúng ta đó là đưa tâm tới đâu là nhớ tới đó, đưa tâm đâu là nhớ tới đó. Mà chẳng những mà nhớ mà còn nhớ một nét chi tiết nữa, có nghĩa là nhớ tại chỗ kia mình sanh ra, mình tên gì, dòng họ mình là dòng họ nào, giai cấp nào, rồi mình khổ lạc, mình thọ khổ, có cuộc sống của mình hạnh phúc hay là đau khổ gì đó, rồi mình sống đến bao nhiêu tuổi, rồi mình chết ở đâu, chết do cái nghiệp gì, vân vân. Đó là quý vị thấy rằng lúc đó Bồ Tát của chúng ta coi như là hướng tâm đến để mà chứng đắc được túc mạng minh, là nhớ được từng cái nét đại cương, từng cái chi tiết vân vân, là Bồ Tát của chúng ta đắc túc mạng thông, nhớ được hết. Đối với những vị thánh trinh hoặc là đối với ngoại đạo thì chỉ nhớ giỏi lắm là một hai kiếp thôi. Còn những vị thinh văn thì có hạn thôi, nhớ đến những cái đời sống quá khứ có hạn thôi. Còn đối với Bồ Tát của chúng ta bậc chánh đẳng chánh giác là ngày muốn đưa tâm ngày nhớ đến cái thành kiếp, cái hoại kiếp, hoặc là cái đời sống nào là coi như là ngày nhớ được hết. Đó thì trong cái canh đầu của đêm thì Đức Bồ Tát của chúng ta đã chứng đắc được túc mạng minh. Kế đó thì quý vị thấy rằng là coi như là Bồ Tát của chúng ta là hướng tâm đến, hướng tâm đến để mà chứng đắc được sanh tử minh. Có nghĩa là lúc này Bồ Tát của chúng ta là coi như là hướng tâm đến, hướng tâm đến để mà biết về cái sanh tử của chúng sanh. Chúng sanh đó bất hạnh, may mắn hay là hạ liệt, cao sang,
như thế nào, rồi tái sanh như thế nào, hoặc là chết bằng cái nghiệp gì, theo tà kiến hay là tạo những cái ác nghiệp, vân vân, rồi sanh về cái cõi nào, vân vân, là Bồ Tát của chúng ta đều biết được, là do đâu bị do cái tâm định tĩnh rồi mà hướng đến cái thiên nhãn minh, là Đức Bồ Tát của chúng ta thấy được những cái điều đó hết. Người cái chúng sanh đó là hạ liệt, cao sang, đẹp đẹp hoặc là xấu, hoặc là may mắn bất hạnh gì đó, lúc đó Bồ Tát của mình đều biết được, Bồ Tát của chúng ta đều biết được những cái hạnh nghiệp mà do chúng sanh đó làm như thế nào. Rồi cuối cùng đến canh cuối của đêm, lúc đó chúng ta thấy rằng Bồ Tát đã hướng tâm đến, Bồ Tát đã hướng tâm đến để đạt đến lậu tận trí, có nghĩa là lậu tận minh đó, là biết được đây là cái sự khổ, đây là cái nguyên nhân sinh khổ, đây là cái sự diệt khổ, đây là con đường đưa đến diệt khổ. Bồ Tát của chúng ta đã chứng đắc được, thấy được tứ đế, và đã đoạn tận tất cả là hoặc. Mà ở trong cái bản kinh này nói rằng là sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau cái đời sống này không còn đời sống nào khác nữa. Có nghĩa là quý vị thấy rằng đã chứng được cái quả vị chánh đẳng chánh giác rồi. Ở trong cái giai thoại kế tiếp thì Bồ Tát của chúng ta, Đức Phật ta mới nói về, mới suy tư rằng là bây giờ có nên thuyết pháp cho chúng sanh nghe không. Thì đối với Đức Phật thì quý vị thấy rằng Đức Phật mới suy tư cái pháp mà do ta, do Đức Phật chứng được thì rất là thâm sâu, rất là sâu kín đó. Thì coi như là cái người mà có trí mới hiểu được. Còn đối với chúng sanh, chúng sanh thì quý vị thấy rằng ở trong thời đó hoặc ở trong thời này cũng vậy, coi như là luôn luôn là cứ vướng vào hai cái cực đoan, hai cái thứ, một cái là cực đoan, một cái là chấp thủ đó. Mà thành ra đó, mà còn cái pháp của Đức Thế Tôn đó, là đối với là cái sự mà chứng đắc rất là khó, là phải từ bỏ các dục. Giống như mà chúng ta thấy rằng lội ngược cái dòng nước đó, lội ngược cái dòng nước. Thành ra đó, lúc đó Đức Thế Tôn đã nói lên mấy cái phần kệ: Sa nói chánh pháp được chứng ngộ khó khăn, những ai còn tham sân khó chứng ngộ pháp này. Đi ngược dòng thâm diệu khó thấy thật tế nhị, kẻ ái nhiễm vô minh không thấy được pháp này. Thì quý vị thấy rằng Đức Thế Tôn của chúng ta nhìn chúng sanh như vậy đó, nhìn cái pháp thì rất là khó, mà chúng sanh lại là coi như là ái nhiễm với vô minh không, theo những cái dục lạc không làm sao thiết được. Nhưng mà lúc đó thì quý vị thấy rằng có Phạm Thiên Sambati biết được, biết được tâm tư, biết được tư tưởng, thành ra đó mới sợ Đức Thế Tôn mà không thiết pháp thì cái thế giới này sẽ bị diệt vong, bị hoại vong. Thành ra mới nhanh lật đật để mà từ cái cõi Phạm Thiên mà xuống thỉnh Đức Thế Tôn, mà chắp tay lại với y áo đàng hoàng để mà thỉnh Đức Thế Tôn hãy thuyết pháp để cho những chúng sanh là có ít bụi trần. Có nghĩa là có một số chúng sanh thì quý vị thấy rằng ít phiền não, mà nếu mà được nghe pháp của Đức Phật, thì nghe pháp của Đức Phật thì sẽ có cơ hội, sẽ có cơ hội để mà chứng đắc. Thì theo cái lời cầu của Phạm Thiên Sambati thì Đức Phật cũng vì lòng bi mẫn đã nhận lời thuyết pháp cho chúng sanh. Thì lúc đó Đức Thế Tôn của chúng ta đó là coi như là đưa trí để mà quán xét hai cái vị đạo sĩ mà mình đã từng tu tập đó, thì muốn đi thuyết pháp cho cái vị đó nghe trước. Nhưng mà một vị thì đã chết cách đây 7 ngày, một vị thì coi như là mới chết đêm hôm qua. Quý vị thấy rằng đây là một cái điều mà bất lợi, cái điều mà bất lợi cho chúng ta đó là khi mà Đức Phật xuất hiện ở thế gian mà chúng ta là coi như là chúng ta không có mặt ở thế gian này, một là chúng ta ở khổ cảnh,
Hai là chúng ta làm những cái loài côn trùng gì đó, hoặc là chúng ta là những cái vị mà ở trên cái cõi phi phi tưởng, chúng ta cũng không có cơ hội để mà chúng ta nghe pháp, hoặc là chúng ta ở cái vùng biên địa mang đi mọi rợ đó, thì những cái đó là những cái bất lợi, bất lợi cho chúng ta đó. Thì quý vị thấy rằng lúc đó Đức Phật đã quán xét hai vị đạo sĩ đó, được Sa Mâm Bá Tý nói rồi, mấy người đó đã về chầu tiên cảnh rồi, về chầu tiên cảnh là có nghĩa là đã chết rồi đó. Thì Đức Phật mới nghĩ đến năm anh em ngày Kiều Trần Như, năm cái vị đó đã từng tu tập, đã từng phục vụ Đức Thế Tôn trong cái thời kỳ khổ hạnh. Thành ra Đức Phật mới đi đến để mà tế độ, đi đến để mà tế độ năm anh em Kiều Trần Như đó. Thì trên đường đi tế độ năm cái vị đó thì cũng có gặp được U Đa Cá. Quý vị thấy rằng cái điều này nó không phải là tình cờ đối với quý vị, không phải là tình cờ mà diễn ra như vậy đâu. Chúng tôi nhớ đọc một cái đoạn nào đó nói về bậc chánh đẳng chánh giác á, là coi như là đi chuyển pháp luân á, là đi bằng thần thông, mà di chuyển bằng thần thông. Nhưng mà đối với Đức Phật của chúng ta, Đức Phật Gotama, Đức Phật Thích Ca đó, là tại sao đi bộ quý vị? Tại vì thấy cái duyên lành của một cái vị du sĩ U Bá Cá, cái vị du sĩ U Bá Cá. Hồi đó chúng tôi nhớ đọc đến cái giai thoại của du sĩ U Bá Cá, cũng có nhiều cái giai thoại rất là hay quý vị. Đang tu như vậy đó, rồi gặp một cái thiếu nữ, con của ông thợ săn, rồi phải lòng với cô đó, thành ra đã nghỉ tu rồi. Nhưng mà cuối cùng thì khi mà sống chung với cô đó, chiêu cợt, chiêu cợt, ơi con ngủ đi con, cha con ẩn sĩ lụm thịt săn giữa đình, vân vân. Thành ra lúc đó du sĩ U Bá Cá thì khi mà gặp Đức Phật lần đầu tiên thì không có chịu xuất gia, nhưng mà khi mà bị cái người vợ chiêu chọc rồi đã mặc cảm và bỏ, đã đi đến kiếm Đức Phật, tìm Đức Phật, và cuối cùng cũng chứng đắc được đạo quả A La Hán. Chúng tôi nhớ rằng như là cái người vợ cũng đi đến tu luôn, cũng chứng đắc đạo quả A La Hán đó. Thành ra quý vị thấy rằng lúc đó Đức Phật của chúng ta thay vì dùng thần thông đi đến Varanasi, nhưng mà không đi, không dùng thần thông đi bộ để tế độ U Bá Cá, do thấy được duyên lành của U Bá Cá. Rồi sau đó khi mà đi đến với cái nhóm năm anh em ngày Kiều Trần Như thì quý vị rằng lúc đó những cái vị này là coi như là có cái sự mà nói với nhau, thôi Sa môn Gotama mà có lợi đây đó mình đừng có tiếp trước, đừng có soạn chỗ sẵn gì đó, chỗ để đó vậy đó, không có mờ ngồi gì, muốn ngồi ở đâu ngồi đó. Thì đã có sự sắp xếp rồi, nhưng mà quy lực, cái quay lực của một vị chánh đẳng chánh giác đi đến, thì năm vị đồng đứng lên một người tiếp bát, rồi một người soạn chỗ, một người mờ ngồi, vân vân. Chúng tôi nhớ rằng chúng tôi đọc những cái giai thoại này là nói về cái quy lực của một vị chánh đẳng chánh giác, những vị này không thể nào mà ngồi yên đó được đó. Rồi quý vị thấy rằng cái giai thoại kế tiếp đó, có cái chỗ này hay nè, có cái chỗ này hay nè quý vị. Có nghĩa là coi như là lúc đó kêu Đức Phật A Hữu Xô, kêu hiền, kêu tên tộc, thì Đức Phật mới nói đừng có kêu Như Lai như vậy. Trước giờ Như Lai có khi nào mà xưng mình là một bậc A La Hán, một cái bậc giác ngộ không? Đó thì những cái vị này nói không, hồi trước giờ chưa có xưng. Nhưng mà tại sao ngày hôm nay ta xưng là như vậy? Thì có nghĩa là cái sự mà chứng ngộ thật sự rồi, Đức Thế Tôn mới mình là như vậy quý vị. Đó chứ không phải như những cái vị đạo sư mà dởm mà không có chứng đắc mà xưng là mình chứng đắc đâu quý vị. Thì từ cái câu nói đó mà những cái vị này đã lắng tâm để mà nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, và cuối cùng là chứng đắc được đạo quả. Thì quý vị thấy rằng lúc đó Vương Tử Bồ Thí mới hỏi Đức Phật nữa là vậy thì nếu mà đi theo tu tập với Thế Tôn thì bao nhiêu lâu thời gian
mà chứng đắc được đạo quả, trở thành một cái vị mà đoạn được cái dòng sanh tử luân hồi này. Thì quý vị thấy rằng Đức Phật trả lời bằng cách là hỏi ngược lại Vương Tử Bồ Thí. Cái người mà người ta đến học võ nghệ, học cưỡi ngựa dưới Vương Tử Bồ Thí thì bao nhiêu lâu sẽ học được cái nghề đó? Thì lúc đó mới nói về những người mà có cái đức tin, có cái sự tinh tấn vân vân, thì sẽ đạt được cái nghề đó. Thì Đức Phật cũng lấy cái cách đó, Đức Phật nói cũng vậy. Một người mà đi đến mà tu tập ở trong cái giáo pháp này, nếu mà có những cái có những cái chi phần, ví dụ như là ít bệnh ít não, không có dối trá, không có gian trá, rồi sống tinh cần, sống có trí tuệ, thì cái vị này là có thể 7 năm, có thể là 6 năm, có thể 5 năm, có thể 1 năm, có thể là 7 tháng, 7 ngày, có thể là sáng học mà chiều đắc, mà tối học mà rồi sáng đắc. Có nghĩa là tùy theo cái trí tuệ của vị đó, tùy theo cái trí tuệ của quý vị đó, chứ không thể nào mà nói về cái thời gian. Mà miễn sao cái vị đó có những cái chi phần, có những cái chi phần như vậy, thì cái vị đó sẽ có cái khả năng để đắc được đạo quả. Thì sau khi mà nghe thuyết giảng xong rồi thì quý vị thấy rằng một điều là thú vị, Vương Tử Bồ Thí nói lên: ôi thật là Phật, ôi thật là Pháp, ôi thật là khéo thuyết giảng. Đó, cái vị mà đứng kế đó mới nghe nó: ủa sao thấy quy y Đức Thế Tôn, quy y Đức Thế Tôn gì hết mà lại thốt lên những cái lời đó. Thì quý vị thấy rằng là tại sao vậy quý vị? Tại sao vậy? Tại vì Vương Tử Bồ Thí khi mà nằm ở trong bào thai của người mẹ, người mẹ đã đi đến con không biết đứa trong bụng này là trai hay gái, nhưng mà con xin quy y, xin đứa bé được quy y với Đức Thế Tôn. Rồi khi mà sanh ra rồi lúc đó bà vú ẩm bồng cũng đi đến để mà xin quy y với Đức Thế Tôn. Rồi bây giờ thêm một lần nữa xin quy y với Đức Phật, và đã được nghe thuyết một cái bài pháp mà chúng tôi vừa trình bày cho quý vị. Thành ra đối với cái vị này thành tựu là cái sự quy y, mà thành ra đã thốt lên: ôi thật là Phật, ôi thật là Phật, một cái sự mà vi diệu, thù thắng đó. Đó là quý vị thấy rằng nguyên một cái giai thoại. Thì thật sự ra đó thì chúng tôi không biết là vị nghe có lý thú hay không, nhưng mà do cái bài này được đọc đi đọc lại nhiều lần thì những lần sau này chúng tôi cảm nhận rất là lý thú. Trong những cái giai thoại này tuy rằng đọc rất là dài, phải tốn nhiều công sức, nhưng mà chúng tôi cảm nhận rằng càng đọc nó càng có cái sự lý thú. Và hơn nữa đó thì do bài dài quá, thiết ngắn thì cũng không được, mà thiết dài quá thì cũng mất thời gian. Xin Chư Tôn Đức Tăng và quý khán thính giả, các vị hoàng thị bỏ qua cho chúng tôi. Và với cái phần phước này xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng, và xin chia điều đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thính nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui và tánh hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên và chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thà Dạ. Sa thủ kính thân đệ tử Phật Thích, kính bạch Chư Tôn Đức và Chư Quý Phật Tử, bài học gần này quả là dài, nhưng mà qua bài học đó chúng ta đã được nghe một số những chi tiết về hành trình của Đức Thế Tôn sau khi ngài rời thành Ca Tỳ La về cho đến khi ngài chứng pháp luân ở tại Phường Ngọc Giả. Mới nghe thì như là một lời tự thuật về cuộc đời của mình ở trong một giai đoạn nào đó, nhưng kỳ thực tất cả đều tập trung vào một câu trả lời cho Vương Tử Bồ Thí khi mà vị này nêu lên một cái quan điểm đó là cái lạc thọ, mà đúng nghĩa là lạc thọ phải từ khổ thọ mà ra,
Quan điểm này được phổ cập trong xã hội Ấn Độ xưa cũng như nay, biệt là một cái giáo thuyết của Nigasana Thambutta gần gần. Thưa quý vị, nhiều người trong chúng ta ngày nay cũng dựa sự tu tập trên cái lạc và khổ. Tu như thế nào là sung sướng, tu thế nào là an lạc, và tu thế nào gọi là khổ tu, và khổ tu đúng nghĩa thì cái đôi khi người ta rất là sùng bái. Nhưng mà khi Đức Thế Tôn Ngài trình bày về cuộc đời của Ngài thì Ngài cho biết rằng Ngài xuất thân từ một cái điều kiện của nhung lụa, của hạnh phúc trần gian. Và trong cái hạnh phúc trần gian đó, của một vị quân vương có đầy đủ những cái dục lạc, nhưng Ngài không tìm thấy một cái sự giải thoát chân thực. Từ cái lạc thọ, Ngài đã đi xuất gia, trải qua cái khổ hạnh. Và cái khổ hạnh này là cái khổ thọ cùng cực. Nhưng cả hai cái lạc thọ và khổ thọ đều không có dẫn đến sự giải thoát đích thực. Và cuối cùng, Ngài đã chọn con đường trung đạo. Khi đề cập đến con đường trung đạo này, thì Ngài đã thành tựu đạo quả chánh đẳng chánh giác, như chúng ta đã nghe trong bài giảng của Đại Đức Phật Tính. Nhưng con đường trung đạo này nằm ngoài hai cái khái niệm khổ và lạc. Khổ và lạc như mọi người nghĩ, đó là con đường mà đối với tự thân, làm sao chăm sóc thân người phải, không có đầy đọa sát thân này, nhưng mà cũng không có nuông chiều sát thân. Bởi vì cái mục đích rất là rõ ràng là cái thân này là một phương tiện, không nên lợi dưỡng, cũng không nên khổ hạnh. Và con đường trung đạo nó không đặt vấn đề khổ là quan trọng hay lạc quan trọng, mà con đường trung đạo là làm thế nào tạo cái điều kiện cho tuệ giác sanh khởi. Và sau khi Ngài thành đạo thì Ngài cảm nhận rằng rất khó để cho chúng sanh hiểu biết sao là cái vừa phải. Như hôm qua chúng tôi có nghe sự tuần tự siêu đề cập đến, và chúng tôi cũng muốn trình bày một điều mà quý vị cũng đã nghe đó, là khi mà chúng ta cầm một cái cây như người hát xịt đó, mà để trên cái lỗ mũi của mình hay để trên đỉnh đầu của mình, thì cái cây nó thường có khuynh hướng ngã bên này ngã về bên kia. Để cái cây có thể đứng vững mà không phải lấy cái tay cầm đó, thì người đó phải tập luyện và giữ một cái sự quân bình rất là tinh tế, để cho cái cây được đứng ở trên trán của mình, hay đứng trên sống mũi của mình mà không còn ngã bên này ngã bên kia. Thì cái trung đạo nó khó hiểu như vậy, thưa quý vị. Cái gì nó vừa phải, con người mình đã thường hay cực đoan hay thái quá. Ở trong đời sống này, quý vị thấy cái gì nó vừa chừng vừa phải. Ví dụ như là quý Phật tử nấu ăn cũng là nêm nếm, nhưng mà nêm quá chút thì nó quá ngọt, nêm quá chút thì nó quá chua, quá chút thì quá cay, mà nêm ít thì nó không có đủ. Nêm ở mức độ vừa phải đôi khi cần phân lượng. Và trong đời sống cư xử hàng ngày đó, làm thế nào phải để thoải mái, nhưng mà không quá đồ, quá đà đó, thì nó phải là dễ. Chúng tôi nhớ có một thời gian nhân loại, theo cái chủ nghĩa cộng sản đó, người ta hay thường dùng cái chữ gọi là quá độ. Chữ quá độ là nó vượt cái vừa chừng, và cứ phải sửa sai hoài. Nhưng mà không thể nào có những con đường cực đoan mà vừa phải được, nó phải đi quá độ. Và trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó, thì cái chỉ chừng mực thôi mà nó khó lắm. Khó để làm cái gì chừng mực lắm. Thế cái gì chúng ta thích thì quá thích, mà ghét thì quá ghét, ưa thì nghĩa là không có cái gì bằng, mà không ưa thì dây nảy thì rối hoàn toàn. Vì cái gì chừng mực rất là khó. Và đạo Đức Thế Tôn là con đường trung đạo. Con đường trung đạo nó không đặt vấn đề khổ, vấn đề lạc, nó là vấn đề. Thí dụ như là nói về các căn tính của chúng sanh á, thì có người có căn tính nặng về tham, có người căn tính nặng về sân. Và các vị thiền sư dạy rằng với người nặng về tham á, thì nên khuyên họ quán bất tịnh, quán về những điều mà khiến cho và giảm bớt cái tham. Nhưng mà cũng cái điều mục đó dạy cho người sân á, thì tâm sân họ mạnh thêm, thì làm sao cho cái tâm sân họ dịu xuống,
cho họ ở cái nơi tương đối thoải mái một chút, êm ái một chút, để họ giảm thiểu thiểu sân tâm họ đến. Ngài sinh ra ngày lấy một thí dụ như vậy là khi người ta lái xe, nếu chiếc xe cái bánh nó có khuynh hướng nó nghiêng về bên trái, họ nên kèm về bên phải. Và nếu khuynh hướng nghiêng bên phải, nó kèm bên trái. À, chúng ta gọi là alignment. Thì con người chúng ta, thưa quý vị, căn bản á, là chúng ta nên biết rằng chúng ta có một cái tâm thiên vị, có cái tâm nghiêng nặng. Và đang những nghiêng nặng mà nó đang cực đoan, và những cực đoan chúng ta đã nên quá chấp. À, quý vị sống ở Mỹ bây giờ, ở thời đại này đó, quý Phật tử mà biết được là cái chuyện mà ưa ghét đối với tổng thống Donald Trump á, nó tạo thành một cái sự khác biệt lớn, rất lớn trong cộng đồng Việt Nam. Có những người không thích Donald Trump á, thì nghe ông nói cái gì thấy cũng sai, mà những người thích Donald Trump á thì hầu như ông Trump ông nói cái gì cũng là thần thánh, là đúng hết. Và bất kỳ và dù cái tệ hại nhất của ông Trump thì cũng đúng. Thì khi mà người ta đã đến cái chỗ mà quá cực đoan rồi đó, thì thưa quý vị, người ta không cần biết đúng đúng sai phải quấy gì hết, mà người ta chỉ minh vực cái mình thích, hay là chỉ đóng chống đó cái mình ghét thôi. Và cái khó để nó giữ cái tâm khách quan, giữ tâm trung bình rất là khó. Bởi vì khi mà Đức Phật Ngài nghĩ đến đem đạo vào trong đời thì quả thật rất là khó. Chúng tôi có trải qua một cái kinh nghiệm như vậy là có một thời mà trong việc làm việc với giáo hội Đông Thống Nhất, chúng tôi bị một số người họ tấn công. Và lúc bấy giờ thì chúng tôi có nhận ra một điều rằng ở trong 10 người thì có 9 người đa phần là họ muốn nói những cái lời rất là cực đoan, rất là nặng nề. Họ bất kể cái chuyện đó đúng hay sai, những cái hay quấy. Những người mà có cái tâm mà tương đối trung thực một chút, khách quan một chút, và nói chuyện mà biết lý lẽ một chút rất ít, hiếm lắm. Đa phần là thương thì rất là thương, ghét thì rất là ghét. Người ta không có một cái, không thể nào có một cái ý nghĩ mà tương đối là một chút khách quan. Như là chúng ta nói rằng mình thương ai cũng nên biết cái sai của người đó, cái khuyết điểm của người đó, mà mình ghét ai cũng nên biết cái hay của người đó. Con người chúng ta không có. Cái đạo mà gọi là trung đạo khó lắm. Bản thân của Đức Thế Tôn, Ngài cũng đã từng đi từ cái lạc thọ, ông cái khổ thọ của đời sống khổ hạnh. Và khi Ngài tìm ra con đường trung đạo, Ngài tu lập rồi. Và Ngài đem dạy các đệ tử. Upaka gặp Đức Phật, Upaka chỉ nghĩ đến một điều chuyện thôi. Đức Phật như vậy thì Ngài phải là một vị trời, Ngài phải là một vị mà có quyền ban phước tha tội. Nếu mà lúc đó Đức Phật Ngài giảng rằng Như Lai có quyền lực, nếu con muốn có bánh ăn, có rượu uống, con có gì dơ sẽ biến hóa cho con, Ủa Bác Khái sẽ theo đi. Ngay cả khi mình gặp Năm Em Kiều Trần Nhiên, thì Năm Em Kiều Trần Nhiên vẫn đặt một vấn đề là khổ và lạc thôi. Dạ. Mô Cô Tô Ma đã từ bỏ khổ hạnh. Từ bỏ khổ hạnh nghĩa là không tu. Không tu tại sao mình phải nghe theo? Thì quý vị thấy rằng ở trong cuộc đời này nó khó. Chúng tôi là một nhà sư ở trong chùa, và chúng ta hiểu một điều là cái thời bây giờ đó, người ta tạo rất là những cái phong trào tu tập để thanh lọc thân tâm, bảo đảm là tu tập như vậy là không bị ung thư nữa, tu tập như vậy là xuất hồn, tu tập như thế này là được an lạc trong từng bước chân, vân vân. Người ta cảm thấy rất là thích thú với những cái chuyện khổ lạc đó, nhưng mà ít bao giờ người ta đặt câu hỏi rằng cái con đường trung đạo là gì, bát chánh đạo là gì. Nên chi Đức Phật Ngài dạy rằng đó là một đạo rất khó được chấp nhận. Ở trong đời này quý vị để ý, hãy cái gì mà nói mà cực đoan á, thì ta dễ nghe lắm. Dù cực đoan như là Pol Pot in Syria, cực đoan như Hitler, thì người ta vẫn theo. Và chưa nói về sự hưởng thụ, thì ta đều theo. Nhưng mà nói cái gì, ô, mình làm cái gì khách quan vừa phải, có rất ít người theo. Tại vì khuynh hướng thuộc đông là như vậy. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp Bồ Tát Đa Ma. Xin kính trên chư vị giảng sư đã vào trong đề thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú lành thầy. Dạ con từ mẫn xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân
Quý chư tôn đức đã mở lòng mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống. Dạ, con xin sám hối. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Óp Sứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thiên hàng thiện thần hộ pháp, hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Bhusala Kamang.